Những lý do khiến bạn không giảm được mỡ bụng. 1. Tuổi tác. Sự thay đổi nội tiết tố, bất ngờ do lão hóa, suy giảm trao đổi chất là một trong những nguyên nhân do tuổi tác gây ra khiến bạn khó giảm cân. 2. Tập thể dục sai cách. Nếu chỉ tập riêng các bài aerobic, chạy bộ, đạp xe sẽ không có tác dụng giảm mỡ bụng nhiều. Bạn cần kết hợp các bài tập nặng và aerobic, điều này sẽ làm tăng cơ bắp và đốt cháy nhiều calo. Muốn giảm cân, bạn nên tập thể dục đều đặn từ 3 đến 5 buổi trên tuần, mỗi buổi tập từ 60 đến 120 phút. 3. Ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Thực phẩm chế biến sẵn như bánh mì, bánh quy, đồ uống có ga có thể làm suy yếu khả năng giảm mỡ bụng. Thay vì sử dụng món chế biến sẵn, bạn nên ăn các thực phẩm lành mạnh như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, rau chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm, giúp ức chế sự phát triển của mỡ bụng. 4. Ăn sai chất béo. Việc hấp thụ nhiều chất béo không bão hòa có trong thịt mỡ và đồ ăn vặt sẽ khiến tăng mỡ nội tạng. Còn chất béo không bão hòa có trong dầu ô liu, các loại hạt có tác dụng chống viêm. Nếu tiêu thụ vừa phải, kiểm soát được lượng chất béo, các thực phẩm này sẽ giúp giảm cân nhanh chóng. 5. Cường độ luyện tập không đủ. Tập thể dục ở cường độ cao sẽ giảm mỡ bụng nhiều hơn những người tập thể dục với cường độ thấp. Để giảm được mỡ bụng tích tụ lâu ngày, bạn cần tập các bài tập thể dục nặng để đốt cháy nhiều calo. 6. Quá nhiều áp lực. Stress mang tới những tác động tiêu cực khiến việc giảm cân thêm khó khăn. Khi trạng thái căng thẳng kéo dài, nó sẽ tiết ra hormone đói ghrelin có tác dụng kích thích sự thèm ăn và thúc đẩy việc hấp thụ chất béo và đường. Từ đó việc giảm mỡ thừa, đặc biệt là mỡ bụng trở nên khó khăn. 7. Thiếu ngủ. Khi thiếu ngủ thì quá trình trao đổi chất cũng bị rối loạn. Điều này khiến cơ thể có nhiều năng lượng dư thừa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh thừa cân, béo phì. Để quá trình giảm cân diễn ra hiệu quả, bạn nên ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm.